Chánh Nghĩa Quốc Cường và dự án đầu tay Sea Skyview. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là khu vực phát triển năng động nhất cả nước. Tỉnh Bình Dương có hệ thống giao thông rất thuận tiện, vừa là cửa ngõ, vừa là nơi trung chuyển, vận tải hàng hóa và hành khách giữa vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Mới đây, Bình Dương cũng vừa được vinh danh trong top 21 thành phố thông minh nhất thế giới năm 2019 Smart 21, theo công bố của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới ICF. Bên cạnh đó, nhờ lợi thế về vị trí đắc địa và hạ tầng hiện đại, trong năm 2018, Bình Dương xếp thứ tư cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI với hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, vượt trên 50% kế hoạch năm. Hàng loạt các tập đoàn đa quốc gia như Tokyo, Aeon, Mapletree, Gokuland đều có kế hoạch tăng mạnh vốn đầu tư và phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp tại Bình Dương. Điều này góp phần thu hút hàng chục ngàn chuyên gia đến từ các nước như Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan về đây sinh sống và làm việc. Theo đó, nhu cầu nhà ở dành cho giới chuyên gia tăng cao, kéo theo sự ra đời của những dự án căn hộ cao cấp. Các căn hộ này đáp ứng được nhu cầu tận hưởng cuộc sống tiện nghi và hiện đại của giới chuyên gia nước ngoài. Đón đầu nhu cầu nhà ở cao cấp tại Bình Dương, Công ty Cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển dự án căn hộ cao cấp Sea Skyview. Người đứng đầu công ty chính là doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, và Sea Skyview cũng chính là dự án đầu tay của ông, là đứa con tinh thần được ra đời sau một thời gian dài ấp ủ. Được biết, vào tháng 11 năm 2018, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường rời khỏi vị trí phó tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Sau khi rời khỏi vị trí này, đến nay, ít ai biết ông đã thành lập công ty riêng mang tên Chánh Nghĩa Quốc Cường. Với dự án đầu tay chính là Sea Skyview tại Bình Dương. Chia sẻ về sự ra đời của Sea Skyview, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cho biết, trước khi tiến hành xây dựng và phát triển dự án, vợ chồng ông đã chuyển đến sống tại một khu chung cư. Quá trình trải nghiệm cuộc sống tại đây đã giúp ông cảm nhận được và thấu hiểu những mong muốn của khách hàng, để từ đó kiến tạo nên một Sea Skyview hoàn thiện hơn. Dự án Sea Skyview gồm 1.166 căn hộ với 2 block, cao 36 tầng. Dự án sở hữu vị trí đắc địa, tọa lạc tại phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, được mệnh danh là trung tâm kinh tế và giải trí sầm uất bậc nhất tại Bình Dương. Với môi trường sống văn minh và đa dạng tiện ích xung quanh, Sea Skyview cũng được xây dựng và thiết kế với không gian xanh cùng hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp. Hồ bơi rộng 600m², bể sục jacuzzi, khu nhà chòi thư giãn và tắm nắng, bãi cỏ đa năng, vườn BBQ, công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em, khoang lánh nạn. Tất cả điều này sẽ mang đến cho cư dân những giá trị sống khác biệt mà chưa nơi nào có được. Bên cạnh đó, Sea Skyview còn được ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và vận hành. Nhờ đó, chỉ với một chiếc smartphone, mọi yêu cầu của cư dân cho cuộc sống tiện nghi sẽ được thực thi ngay lập tức. Với định hướng phát triển, lấy mong muốn của khách hàng là nền tảng phát triển lâu dài, Công ty Cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường với dự án đầu tay Sea Skyview được tin tưởng sẽ trở thành thương hiệu nổi bật trong lĩnh vực bất động sản cả nước. Sea Skyview, chuẩn mực sông mới toàn diện tại Bình Dương.